Tôi bên chia nơi không rõ về trong cõi này, trong nốt nạ chủ cường nhiên nơi còn bị chia đại râu khơi cho không mình chỉ thể tệ hạ mình chụp nguồn thôi cho bản tích đấy. Có bản tay cường nhiên đại nơi tay chưa còn vô đang cho bóng một phát rồi bỏ xong cùng. Vì bố đôi lâu nền niên bàn chụp sạp hỏi thả, cường nhiên việc đôi chì phải xâm tui trai được chứ nọ. Bà dương xả là bóng, nụ viên nâng chóa bị bạc nâng đọc luôn. Lớp bị nít tế tiết, cường nhiên mình chẳng bỏ bên ná. Bộ bộ cường nhiên thoa mà chuyện nâng bẹc gần đá xâm dụng. Mình chỉ ạt ạ phiến, mọc phiến rư gọi heroin. Đại ai thư cả, chiếc bà bàn. Ai chăm này bộ bộ cường nhiên xâm dụng vinh, bùng toàn mình một số bài chiếc bà tì. Đảm bè bàn chiếc bàn tay chiếc bà ông bị cửa thân ạ. Nâng một số bài này cả chiếc bà và tách cường nhiên. Sau mình chuyên sử dụng bắt xâm phía rồi bằng những khả nhóm chỉ mới nâng lúc và chạm đến mưa vô rất. Mình dụ một tí bí sao cường nhiên này ở kẻ lệ khá thị ca ra thán chiếc bởi dựa bởi trang nâng cường nhiên nơi Campuchia. Chúng đẹp xua lúc và chạm đất cường nhiên đã thuê trả cho nơi bởi tới Campuchia nó miên tùm rộng bạp nạc lạ đại tới chá, nâng bập hiện nạc lạ chá. Và ta thuê trả cho tên ca chuyên đô ca trả cho chlón khách nâng ca trả sát từ thiện trả miên dựa dùng kẹt khơi miên bộ phụ. ATS đã gọi là amphetamin thai và stimulant. Hay nằm bắt đầu mà thiết cứ bộ bộ heroin. Cường nhiên vì chìa bằng tục mùi rồi bỏ xong cùng giang cho bọn phóng. Hay lớp bình tư tiết nẹ đại bật bật cường nhiên tòa tèm ở đó lúc này ai chụp cửa thân nạc đó xong gặp hiếp này mình thành chắc là cửa bếp. Ta vậy là tất chìa chứ cửa thân nạc đại bằng cô là đòi xa tại cường nhiên đấy chứ. Cụt thân đại bằng co là người ta cường nhiên vì dường thật chà rà nà lửa hại phòng. Ta cường nhiên cao ấy thì miền nhạc phá phá cường nhiên mà chỉ đến chỗ được nông lũ. Việc vừa ở rùng khàn tất đo sau có thiệp nhạc phá phá tại một đó. Nâng nhạc phá phá nó ai xa lạc. Nếu cứ chấm nói chi mũi, chấm nói chi tí cứ gọt bằng co phá nhà hà nơi nông cửa xá. Đói xa nhạc phá 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 cường nhiên thắt nơi cao ấm ẩn tích bồ rồi bỏ cường nhiên. Chị bấy cứ coi con co khô thác đo nẹ đọc tầy. Nhá nẹ đọc tầy nó cứ nì dây rốn cứ bánh hà trong côm nè tay mà đo. Chà chà. Rồi đây là chìa cà vi vót vì cửa xá sẽ đo xong cúng người ai ông khan sẽ đo cà vi vót và tế chiên nâng cà bạc hoa sẽ đo thân thiên mà núp. Và xong bà nẹ ta trạc tự nhiên cứ chìa phục vụ dù ở chân đối với. Chà chà, bờ sân chỉ dương bánh chạy rồi viên nẹ đại bật cường nhiên quay khmê nâng nằm nữ đại bình vấy. Nẹ nã đại tập nghe tùa rông cửa thân lại chiên kế nữa chá? Bà nẹ đại tập nghe tùa rông cửa thân lại chiên kế cứ một vụ chiên chất đỏ dù vừa vấy hay nâng dù vừa vấy như tầm đoàn đại dương bàn thông kê khứ miền cà phá phá nâng nông bật tế Campuchia. Ở dạng nào mình bật tế chất kháng có dương thông kê khứ dạng bật chơi đây. Chúng ta chuyện chán cứ phục vụ khmer hay năng dùng ở vầy như tầm đó mà còn miền thiệp lượt lượt cho ta chẳng thụ chẳng xa là bò lại còn mà năng làm gì ăn thức là rõ bọc đương nhiên là đương nhiên cứ chụp lại dùng tù mà cả nài dàng xa là bò như đôi dược chọp tên là phải dùng tù chẳng đôi trầy xì dùng tù chọp lại dùng tù chẳng hát thì bạn là thuê cá bỏ lên nghĩa chánh thì cả phải phát hay năng bị bạc nâng tuổi cả bọn phlịch nha. Chà, thật ra cái ai xong qua bàn thà chân rụp ní mà nẹ ní rưu có mà nẹ nụ chụa cường nhiên bàn đại được tế chá, đòi phần hệ tập tế cái ai mượt đằng đấy chá. Chị tu tớ bà sắp là cái bàn và phát hào chiên tạo đo đồng lạ cá nhiên cứ cái ai có xong qua khơi nơi chùm lạch xong khăn môi chùm luôn là ai có xong qua bàn. Còn bản tác tâm nẹ cả nạm chia sát ca vì đồng lại thân nẹ nàm nẹ pra phạc đường nhiên lúc ra tới chỗ cắt ca thuốc tế tập nôm thuốc tế chìm làm bầy râu vọt miên nè xa và thiệt nhiên là cái bàn pra phạc. Vì mình khó hồng phí chùm ngư ếp đập bầy cầm nọt thân nẹ nàm nẹ bàn tục về rì hiếu cứ trời tới chỗ cắt ca thuốc tế râu mê râu hiếu. Đồng lại thường nhiên cứ đôi chân nẹ này bản tác ba sân trên nhạc ra phạc đường nhiên có bàn chiên cho tạo đó cũng rất dân ngại con cũng có khơi thả con nhiên ạ cặp kê già là tua mình xâm ạc luôn châu chật nơi tại anh chạp chèo chai rồi có tận mốc miên ca lạc đồ tại tua tại sao con bạc bò tà lơ bạc bò chạc hậu bị nhiên nâng sau tạo bị nhiên chà chà mình cài thì mình thong đấy.
ចានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់បានប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនហើយជាប្រចាំដល់ពេលថ្ងៃមួយដែលគាត់អស់គ្រឿងញៀនទៅពេលនោះនឹងមានរោគសញ្ញាញៀនចេញមកបាទតើសញ្ញារោគញៀននោះមានអ្វីខ្លះដែរទៅរោគសញ្ញាញៀននោះគឺមានការប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទរបស់គ្រឿងញៀនសម្រាប់រោគសញ្ញារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ เพศเฮโรอีนนี่โรคสัญญาของเวียคือจำได้เปรียบได้គាត់បានមកជប់ការប្រើប្រាស់ពីច្រើនដូចជាការចុកដៃចុកជើងក្អួតចង្អោចុកក្នុងពោះឈឺចាប់ក្នុងសាច់ដុំរីករូសបែកញើសជាដើមនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលរោគសញ្ញាទាំងនេះធ្វើឲ្យអ្នកញៀននឹងពិបាកនឹងទ្រាំតែទាមទារគាត់នឹងមានបំណងចង់ការប្រាស់ គ្រឿងញៀនបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលគាត់បានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរោគសញ្ញានឹងបាត់ទៅវិញឯងចុះតើគេអាចជួយសង្គ្រោះនឹងព្យាបាលអ្នកញៀននោះបានដែរឬទេចា៎បាទមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគេអាចជួយសង្គ្រោះបានបើយើងនិយាយរួមវិធានការព្យាបាលគឺយើងទូទៅយើងកំណត់ជាពីរប្រភេទធំៗមានអាការញៀននិងគ្រឿងញៀនប្រភេទធម្មជាតិឬក៏ពាក់កណ្ដាលសំយោគហើយនឹងការ ញៀននិងគ្រឿងញៀនប្រភេទសំយោគចំពោះធម្មជាតិនិងពាក់កណ្ដាលសំយោគដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើហេរ៉ូអ៊ីនឬក៏ម៉ော့ហ្វីនអាភៀននេះគឺមានវិធានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវហើយអាចនឹងជាសះស្បើយបានប្រសិនបើអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលគេបានកំណត់ដោយឡែកចំពោះអ្នកដែលញៀនទៅនឹងប្រភេទគ្រឿងញៀនសំយោគដែលគេហៅថា ឬសម្រាយរបស់វាអំហ្វេតាមីនថៃស្ទីមូលិនគឺវិធានការព្យាបាលមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានរូបមន្តឬពិធីសាស្ត្រព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជារួមនៅឡើយទេសូម្បីតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ពុំទាន់ចេញជារបៀបឬក៏ប្រូតូកុលសម្រាប់ធ្វើការព្យាបាលក៏មិនតែគេបាននឹងកំពុងសាកល្បងស្រាវជ្រាវដើម្បីរកវិធានការជួយព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ ថ្នាំដែលមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ទៅលើសរសៃប្រសាទដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តចា៎ហើយដូច្នេះហើយបានជាថាមិនត្រូវសាកល្បងទេចា៎ចុះប៉ុន្តែបើសិនជាទូទៅការព្យាបាលឬការប្រើពេលរយៈពេលយូរដែរទេចា៎បាទវិធានការព្យាបាលគឺត្រូវការរយៈពេលយូរអាស្រ័យទៅលើប្រភេទគ្រឿងញៀនដែលគេប្រើប្រាស់ប្រសិនបើប្រភេទគ្រឿងញៀនគេប្រើប្រាស់នោះមិនសូវស្ទាត់ហើយរយៈពេលនៃការ ប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលនោះមានក្នុងរយៈពេលខ្លីគេហៅថាមិនដោះស្លែឬក៏មិនកាត់ឬក៏មិនមានខ្លាំងនោះគឺការព្យាបាលធានការព្យាបាលរយៈពេលខ្លីយ៉ាងយូរត្រឹមតែ3ខែគឺដំណាក់កាលទី1គេធ្វើការបន្សាបជាតិញៀនសិនការបន្សាបនោះខ្មែរយើងប្រើប្រាស់បន្សាបតែពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅថា detoxification គឺថាធ្វើឲ្យជាតិញៀនចេញអស់ពីក្នុងខ្លួននោះរួចហើយរោគសញ្ញាញៀននឹងចេញនៅពេលដែលរោគសញ្ញាញៀនចេញនេះវិធានការព្យាបាលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមដើម្បីជួយឲ្យរោគសញ្ញានោះបាត់នៅពេលបុគ្គលនោះបាត់នៅរោគសញ្ញាហើយអស់ជាតិញៀនក្នុងខ្លួនក៏អាចមានស្មារតីមកមិនមកប្រកបដីទេអាចមានស្មារ ស្មារតីល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងកំឡុងពេលក្រោយបន្សាបឧទាហរណ៍ថាយើងប្រសាបនៅរយៈពេលដល់ថ្ងៃរយៈពេលនៃការព្យាបាលរោគសញ្ញាញៀនអាចមានពីមួយខែទៅពីរខែទៅបីខែអាស្រ័យទៅលើរោគសញ្ញាដែលនៅតែកើតមានបន្តហើយត្រូវបានរកឃើញដោយគ្រូពេទ្យដែលមានឯកទេសនេះនៅពេលដែលយើងបានជួយបំបត្តិរោគសញ្ញាទាំងអស់នោះបាន ដំណើរការនៃការព្យាបាលគេហៅថាស្ដារនៃតេសម្បទាបន្តចា៎ដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះអាចធ្វើការងារអីបានសន្សំសន្សំរហូតគាត់អាចភ្លេចទៅរកវល់ទៅរកការប្រើប្រាស់ញៀនតាមមជ្ឈការនានាចាចាឧបមាថានៅក្នុងគ្រួសារមួយមានម្ដាយឪពុកដែលគាត់សង្ស័យថាកូននោះមានតាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនតែគាត់គួរធ្វើដូចម្ដេចដែរចាបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ អនាព្យាបាលទាំងឡាយគឺថានៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាសង្ស័យក៏ត្រូវតាមសង្កេតមើលថាតើកូនរបស់គាត់នឹងទាំងស្រីឬក៏ប្រុសនឹងគាត់មានជាប់ចម្ពាក់ទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែរឬទេប្រសិនបើយើងមានមូលដ្ឋានសង្ស័យគ្រប់គ្រាន់យើងអាចធ្វើតេស្តទឹកនោមដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាកូនរបស់គាត់នឹងបានប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនប្រភេទណាដោយបញ្ជូនតេស្ត
mình chun tầm nó mau mình tì vì sao cường nhiên nhiên máu dơ chui phơi chà tí tí quạt thật cái tập cái rì cà sống on ra tí ở nhà thò miền mặt cái chỉ đúng cứ quạt ai từ mình tì về mình thiệt cảm với chia sâu viết tại cái hai ở tại tạm mình tì về sâu viết luôn chà chà là tì lúc cái ban đầu sẽ vào tất cả có nên tạo sẽ vào bị cua nên chia ba phòng ông quân lục với cha mình đất số mình chặt hà lục với cha mình đất miết vô đất quy chia này dụ mình tì bị sao cường nhiên này ác kẻ lịch hà thì cả thàn chiết prajut prachang nâng cường nhiên